Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay, và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ cây tre. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay, và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ cây trúc. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Chị cứ kiểu như chị làm rồi ấy nhỉ. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay, và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ cây nứa. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người ơi. Đầu tiên là mình sẽ xỏ màu hồng nha. Mấy ơi, chị mua thêm 3 cái áo nữa. Mua rồi. Ôi dở rồi. Thế này thì làm sao mà có tiền mua điện thoại được. Đây sẽ là lần cuối cùng chị mua. Chị chắc chắn. Đây sẽ là lần cuối cùng chị mua quần áo hè. Chắc chắn không? Chắc chắn. Lần cuối cùng mua quần áo hè. Bây giờ chị bảo muốn kem gì? Phải cổ giữ đấy. Được. Bây giờ mình sẽ cứ cơ bò này các bạn. Mọi người ơi, đây là phần màu hồng đầu tiên của mình nha. Đây là phần màu hồng của mình nha mọi người. Đây là phần màu hồng của mình nha mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu trắng. Mọi người ơi, đây là phần màu trắng của mình này. Đây là màu trắng của mình nhé mọi người. Mọi người ơi, đây là màu trắng của mình. Tiếp theo là mình sẽ xỏ màu xanh lá cây. Mọi người ơi, đây là phần màu xanh phần thứ ba của mình nhá. Mọi người ơi, đây là phần màu xanh phần thứ ba của mình. Mọi người ơi, đây là phần màu xanh mình đã xỏ vào xong. Là màu thứ ba. Bây giờ mình sẽ xỏ màu thứ tư, đó chính là màu cam. Mỏi màu quá, nói nhiều. Chị lười uống nước. Qua chúng mày, anh em nhà mày về có đi ăn chút thích không? Ngày hôm qua thấy Công nó rủ về đi ăn xúc xích còn gì nữa. Qua và về nó rủ đấy. Nó rủ lúc mà bọn mình vừa tắt điện xong nó rủ. Đây nha, đây là phần màu cam của mình nha mọi người. Mọi người ơi, đây là phần màu cam của mình này.
Mọi người ơi, đây phần màu cam của mình nha. Bây giờ mình sẽ xóa hạt chữ nhé. Mọi người ơi, mình đang trang trí nốt phần chiếc vòng của mình nha. Mọi người ơi, chiếc vòng của mình này, chiếc vòng của mình hoàn thành rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo nha. Các bạn ơi, đây là chiếc vòng của mình đã hoàn thành rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Các bạn ơi, đây là chiếc vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Với kênh của mình, ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là vòng tay. Và vòng tay của mình hôm nay sẽ có từ người nhẹ nha. Người nhẹ là một nhân vật trong phim nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha. Người nhẹ. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ bắt đầu mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ